Em đi làm về là em đi làm về là nó chưa luôn chị ạ. Chưa. Tay tóc tóc luôn. Thế à? Dự còn em đang ăn ngoài này, còn em buổi tối có bao giờ ăn cơm với chị. Ok, chúc mọi người có một buổi tối tự học vui vẻ nha mọi người. Mọi người trò chuyện một chút rồi là khoảng tầm 10 phút nữa thì tiến hành nha mọi người. Hôm nay buổi tự học sẽ được bạn Tho Trần với bạn Oscar Nguyễn cùng với các bạn đặc vụ sẽ thực hiện. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Buổi này đang được livestream trên kênh YouTube Tony X-Men. Mình sẽ share cái YouTube này cho các bạn khác quan tâm cùng xem. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Dạ, bye bye. Have a good time. Bye. Nó có cái ảnh trên 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 nhóm mặt tròn thế. Mặt đâu? Cái ảnh hôm nay bốn tình nguyện viên ấy chị. À. Ảnh của Thọ. Ảnh đấy là chắc là ảnh của Thọ lâu rồi thì mặt tròn. Anh nào? Em còn chưa, em còn chẳng xem ấy. Em còn chưa kịp lướt cộng đồng ấy. Yeah. Hôm nay yeah. Cô tươi chút thôi còn bốn người ấy. Hay có bạn Vinh Thủy Ánh mới à? Vinh Thủy Ánh. Hôm nay có mấy người mới chị ạ? Đây ai mới thì có thể giới thiệu được không ạ? Lên tiếng giới thiệu chị Hà. Mời bạn Vinh Thủy Ánh anh nói xem nào. Dạ, chào nha chị. Mẹ con yên lặng cho mẹ chứ. À, em chào chị và các anh chị em. Em tên là Oanh và em đang ở tại Gia Lai. Được biết đến nhóm và vào học cùng bữa nay được hôm tuần trước là em hai tuần trước là em có học một bữa rồi. Tuy nhiên là hai tuần nay thì cũng có bận việc trường á, cũng không theo dõi, với lại em đang tìm cái nội quy mà mình cũng em cũng chưa hình dung được là cái đối tượng của mình là điền form á là để làm gì á. Hôm trước em có hỏi cô Tư thì cô Tư cũng có giải thích thì em cũng có điền form rồi, nhưng mà cứ sợ là điền form xong cái mình chưa làm đúng nội quy cái là bị loại ra. Cũng mong anh chị em là thì chào anh nha. Cái lớp này thì cũng khá là cái nội quy cũng chưa phải là bắt buộc chặt chẽ lắm đâu, vì lớp này là lớp tự học ấy. Yeah. Mọi người học với nhau ấy, và tất cả các thành viên trong cộng đồng nếu ai có nhu cầu ai muốn thì cũng có thể vào tham gia. Ta cũng yêu cầu điền form để biết cái nội quy quy định của lớp học ấy. Yeah. Nhưng mà không phải là lớp học bắt buộc. Yeah. Đấy, thì mọi người cứ có tinh thần tự giác học thì vào học cùng với nhau. Dạ, em mới vào thì em cũng chưa có biết nhiều. Thì anh mong các thầy cô với là anh chị em hỗ trợ em thêm cái thông tin để biết thêm. Ok, có gì cứ liên hệ với bạn Mai Lê này. Kate, bạn này này, bạn mặc áo trắng. Chào chị ạ. Kính này đấy. Bạn... Dạ, em đây ạ. Em thì vì điền để thay đưa form để mọi người đăng ký ấy. Thứ nhất là để xem là cái, tại vì mình cũng chẳng có một cái thông tin gì cụ thể ấy. Và mọi người khi mà có được như thế thì em được xác minh xem là Facebook của mọi người như thế nào, số điện thoại, để có vấn đề gì thì cũng rất là dễ liên lạc với chị. Mặc nó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Thứ hai nữa là bây giờ lớp mới cũng được 4 buổi rồi đấy, thì cũng muốn là một thời gian tới, ví dụ như khi mà các chị tham gia đấy này, tương tự là muốn lan tỏa đến những người khác nữa ấy chị. Thì khi mà đọc giả sử như là chị có thể đăng các thông tin của nhóm, bởi vì nó rất là hoạt động bổ ích, nó đăng lên trang cá nhân của chị, Facebook của chị ấy, để cho những người bạn của chị có thể biết và có thể tham gia cùng để cải thiện tiếng Anh của mình. Dạ, cảm ơn Mai Lê nha. Bây giờ mà cũng mới 20 con nào. Mà Oscar Nguyễn là ai đấy ạ? À? Oscar Nguyễn chị tưởng là Phúc. Anh cứ... À đồ. Ôi em đang giờ em bây giờ một tí em ạ, em Phúc ạ.
Em đang dùng hai thiết bị nha, cho nên mọi người nhìn hơi thấy hơi lạ một tí. Chị biết em thiết bị rồi, nhưng mà chị đang bảo tên tiếng Anh của em là Oscar đúng không? Vâng, đúng rồi, em không dùng cái, em ít khi em dùng lắm, chẳng qua là hôm trước ký vào gì nhỉ, ký vào cái Tình nguyện. agreement đấy. Ừ. Đấy thì em mới dùng thôi, em thích gọi tên em hơn. Mình chị mới thấy thay vào là do Oscar Nguyên với lại khó chân dài nên chị đoán. Đến tiếng Anh thi lại không thi cùng đâu có bắt buộc đâu. Anh kiểu như cái tiếng Anh thi để cho dễ gọi hơn. Em chào các chị và mọi người. Em chào cả nhà. Chưa mẹ chưa. Cao quá ai đâu, quá bị tắt cho mọi người. Được quá cao vậy chứ mọi người. À, ai ôn? Ai ôn thì tắt đi nhá, tắt mic nhá. Em thấy cũng khá đông đấy, chắc là mình bắt đầu được rồi chị nhỉ? Bắt đầu được rồi lắm, để mà 3 phút nữa nha em, 3 phút nữa đi. Dạ rồi. Mọi người nói chuyện cho vui vẻ, chơi mà chơi các bạn bác. Con ai mới nữa không hay để cái làm quen này. Tối nay ai đi kép nào? Dạ. Hỏi đi mà chưa có ai trả lời cả kìa. Sao ạ? Em chào mọi người, em là thành viên mới của lớp này, của nhóm này. À, chị Thu Duyên thì biết mà người biết chú mình chúng ta là kia thành viên của là không phải là Nguyễn Thu Duyên là học của trong ta ba. Đúng rồi, ta ba, nhưng mà của cái lớp phụ đạo này là hôm là đầu tiên em vào. Buổi đầu tiên ạ. Thì em đang bảo là có nhiều người đăng ký. Tối hôm ấy rất là nhiều người nhầm cái nhóm từ học mình với lại cái lớp thay chuẩn bị mở ấy. À. Thì em giải thích về họ cho rõ ra. Em giải thích rồi chị ạ. Con được qua Messenger của tin nhắn Facebook. À. Lớp này học sớm nhỉ mọi người nhỉ. Sớm thật. Đầu tiên em tưởng là em tưởng khoảng độ 20 giờ, hóa ra là 19 giờ. Cũng nghỉ sớm ấy. Dạ. Hôm nay có Pinky, đặc vụ Pinky cũng vào với chúng ta. Chào mọi người. Chào Pinky. Nhớ Pinky. Dụng đính hôm nào cũng mặc cái áo nổi bần bật nha. Đang chọi lòi. Anh dùng là hình như một series áo tựa tựa nhau nhưng mà màu khác thì phải. Qua đỏ nghe vàng. Trong này cái nhìn nóng thì ở nhà mặc áo thun cho nó mát. Mấy gì ạ? Như có chị Quỳnh Hoa mới vào là cũng là Én ơi, Én gọi chị bí cái gì đấy, Én. Này em gọi chị ơi đi đọc nhỏ đây. Dạ ổn rồi, không sao ạ. Dạ. Cảm ơn ạ. Ở đây có mấy người mới đấy ạ. Có chị Quỳnh Nga này, Võ Khánh Nga này. Chị có thể giới thiệu được không ạ? Dương Phan ơi, à. Hôm nay em biết recap nha. Tất nhiên đi. Mở cái áo cho em rồi. Cho em mở cái loa một tí, nó đang em đang lại nghe đấy chị. Ẩn lâu quá rồi. À chị nói hôm nay em nhận nhiệm vụ viết recap nha. Mấy thứ. Nha. Mai mai. Mai lấy chụp ảnh gửi giám khảo đây, Trương Phan lại viết tay nha. Trương Phan ơi, mình chụp ảnh cho Trương Phan viết recap nha. Bây giờ mình lại thử thách mọi người để xem
mà người đủ nấu quả ơi mình nhỏ truyền thông mình phải khai thác. Chị Nga ơi, không, chị là thành viên mới, chị có thể giới thiệu một chút không ạ? Xin chào mọi người, em tên là Nga, em mới học hôm nay là buổi thứ hai ạ. Nhưng mà chị đã thành viên của lớp nào chưa chị? À dạ chưa ạ. Chị có thể giới thiệu cụ thể hơn một tí đó mà. À, em họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nga, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Tuyên Quang. Em là nhân viên văn phòng ạ. Chị đến với lớp tư học. Dạ. Em đến đây là do chị Thương, chị giới thiệu chị Trần Thương ấy. À, Trần dạ. Thương là người ngoài cộng đồng của anh. Dạ, đúng rồi ạ. Ngày càng đông vui. Dạ. Xin chào mọi người. Xin chào. Mới. Dạ. Mình bắt đầu được rồi đó, thôi ạ. À. Vâng. À, thì hôm nay thì ôn thì tắt đi nhé. À, hôm nay thì em sẽ là người hướng dẫn chính mọi người ạ. Về chủ đề hôm nay thì mình sẽ ôn luyện đó là liên quan đến phần động từ. Thì không biết là mọi người đã xem trước cái phần mà em gửi chưa ạ? Có nhiều người xem chưa ạ? Mọi người xem. Có xem rồi cô mà. Thì hôm nay thì mình sẽ ôn tập về phần động từ và em sẽ cung cấp cho mọi người một số động từ nói về những cái hoạt động hàng ngày ấy. Ví dụ như là khi mà người học tiếng Anh ấy thì hàng ngày mọi người thức dậy này, rửa mặt, đánh răng thì kiểu đã bao giờ mọi người tự hỏi là kiểu như mình nói bằng tiếng Anh như thế nào để diễn tả rằng là mình thức dậy này, mình rửa mặt, đánh răng, đi làm rồi đi ngủ chẳng hạn. Đấy thì hôm nay thì em sẽ cung cấp những cái để em xem màn hình. Mọi người đã thấy màn hình em share chưa ạ? Thấy rồi cô, thấy rồi ạ. Em cho to lên. Tại vì em không quen lắm. Cho to lên à. Đây mọi người đang nhìn thấy. Đây là cái bảng tóm tắt về phần động từ, các loại động từ mà mình học trên lớp đúng không? Thì em cũng nhắc qua lại một chút thôi. Đó là động từ thì bao gồm động từ chính và động từ phụ. Động từ chính thì mình có động từ chỉ hành động này, chỉ trạng thái, hay là động từ để liên kết. Trong chỉ hành động thì có hai loại là ngoại động từ và nội động từ. Còn về động từ phụ thì mình sẽ có trợ động từ và trợ động từ khuyết thiếu. Thì trợ động từ của mình thì có những trợ động từ nào nhỉ mọi người nhỉ? Trợ động từ do, go, do, have, và be, đúng không? Be, đó. Do, have. Rồi, và thứ hai là trợ động từ khuyết thiếu, modal verb. Thì mình có một số như là gì nhỉ? Mọi người cùng bật mic và nói xem nào. Can, may, us. Rồi, vì hôm nay, bữa nay chúng ta sẽ qua những cái cụm. Qua những cái cụm từ trong bài tập và bài nha thì sau đó mình sẽ đi phân tích chức năng các loại động từ nhá. Rồi để khởi động ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có bài đầu tiên, đó là bài hoàn thành câu. Thì bài này đó là các câu đố về daily routines, là các cái thói quen hàng ngày á. Mọi người nhìn chữ hay mờ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vậy thì mọi người nhìn hình ảnh nhá. Tại vì em chuẩn bị không nhìn thấy được. Vâng, thì ai chưa nhìn thấy thì em sẽ đọc, sẽ nghe em đọc, hoặc là đây mọi người sẽ nhìn sang bên này một chút. Mọi người có thể zoom lên được màn hình. Nhưng mà em zoom được tại vì em có hình ảnh về thôi mà. Đây thì mọi người sẽ nhìn sang bên này. Điện thoại không zoom được. Cái này là rõ rồi đấy. Màn hình như này là thấy rõ rồi đấy thôi ạ. À, bây giờ nhìn thấy rồi đấy. Cái này rõ hơn đấy. Dạ. Mọi người tắt cam đi nha. Ai ôn, background thì tắt cam đi nha. Đừng ai cử việc khác nha. Rồi, bây giờ thì chúng mình cùng bắt tay vào làm bài nha. Với câu đầu tiên là he usually ...us 10 p.m. Đó là anh ấy thường xuyên làm gì vào lúc 10 giờ?
Thì ý A nó là wakes up. Ý B là goes to bed. Ý C là is. Là goes to bed. Wake up. Hey, wake up. Wake up. Ngồi. Go to bed. 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 Rồi, tỉnh dậy. Bây giờ ai, anh Phúc ơi, hoặc là ai gọi gọi chỉ định người hộ em với, tại vì em không tự nhiên. Ok, được rồi, để anh sẽ hỗ trợ nha. Standard. Đây đây. Ok, em cứ đọc câu hỏi đi. Bây giờ anh sẽ gọi một người và người đấy sẽ đọc cả câu này mọi người nhá. Mọi người đọc cả câu và ghép đáp án vào. À, em ơi chị Lan Nguyễn ạ, chị đang làm việc ạ. Em ơi, không màn hình cho chị đâu, chị không nhìn thấy câu đó. Khó đọc, khó đọc. Đây ạ. He usually. Anh ta thường làm gì? At 10 p.m. 10 p.m. là 10 giờ tối ạ. Các đáp án là gì em? Có mấy đáp án? Đây, đáp án là A, wakes up. B là goes to bed. Và C là is. Go to bed. Go to bed. Đi, rồi. Đi đâu đó, đúng không? Có nghĩa là vừa dậy sáng là đi rồi chứ không thức dậy. Cái hình ảnh này tức là anh ấy đi ngủ, tức là anh ta thường xuyên đi ngủ vào 10 giờ tối. Bây giờ thì mọi người đã hiểu cách làm chưa ạ? Okay. Mình còn sang cái thứ hai ạ. Thứ hai là Anna likes to, là nghĩa là Anna thích làm gì đó every day, hàng ngày. Go to shopping. Meeting sao mà? Rồi. Thì câu này có nghĩa là go shopping, đúng không? Nghĩa là Anna thích đi mua sắm mỗi ngày. Rồi. Đến câu thứ ba đó là early in the morning you must first, làm vào buổi sáng sớm. Wash your face. Wash your face. Thì mọi người thì bạn phải phải làm gì đầu tiên? Thì mọi người thấy cái từ must ở đây không ạ? Must. Mọi người có nhớ là must là thuộc vào loại động từ nào không? Động từ khuyến thiếu, cho động từ thiếu. Rồi must có nghĩa là thuộc vào must có nghĩa là modal verb, nghĩa là phải, là bạn phải làm gì đầu tiên. Thì ý A là do your homework, ý B là have breakfast, ý C là wash your face có nghĩa là rửa mặt. Wash your face có nghĩa là rửa mặt. Thì ở đây mình chọn đáp án là C. Wash your face. Câu thứ tư là Tom always before going to work. Tom luôn luôn làm gì đó trước khi mà anh ta đi làm, đúng không? Before going to work. Take a shower. Đúng rồi, đó là take a shower. Và sự khác ở đây mình thấy có từ take a bath cũng có nghĩa là đi tắm, nhưng mà tức là đi tắm bồn á, còn là khác với từ take a shower. Shower tức là vòi hoa sen. Ở đây là người ta tắm một vòi hoa sen, đúng không ạ? Thứ năm là Alex at 7 a.m. every morning. Alex thường làm gì vào 7 giờ a.m. AM thì có nghĩa là wake up. Rồi 7 giờ sáng. Wake up. Wake up. Yes.
Cô sáu, Emily. Emily, chúng ta chọn động từ nào để nói về đánh răng nào? Her teeth twice a day. Twice a day tức là hai lần một ngày. Mời chị Quỳnh Nga. Yes. À, thì chị có biết là cái từ teeth này nó là số nhiều của từ nào không ạ? Teeth, số nhiều của tốt phải không ạ? Rồi đúng rồi, tức là teeth ở đây đó là một trường hợp số nhiều đặc biệt mà mình đã học rồi ở trên lớp rồi, đó là cái số nhiều của từ tooth. Tooth như này. Rồi, good job. Câu số 7. Rase always. Luôn luôn. Mình chọn động từ để nói đây là cô ấy đang chải tóc đúng không? Luôn luôn, vì mình chải tóc thì mình sẽ vẫn dùng là washes her hair. Always washes her hair before going to school. Tức là da che luôn luôn chải đầu, gọn gàng chải đầu trước khi mà đến trường. Washes her hair. Sang câu số 8 là after breakfast, Lucas. Chào anh Thảo. Em gọi mọi người nhờ Phúc hỗ trợ hoặc là chị hỗ trợ cũng được, nhưng mà gọi mọi người làm đi. Mình đừng có đọc trước đáp án. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy ạ. Em từ mọi người đọc và từ mọi người từ cho đáp án. Em làm lớn cái hình ra để cho mọi người nhìn thấy là mọi người sẽ có người đọc và mọi người nhé. Em là người chữa. Em sợ cái hình hơi nhỏ. Tiếp tục. Ví dụ như em zoom áo ra như thế này thì đã lớn hơn. Như thế này là nhìn được rồi nhé con. Ấy ra ngoài được. Mọi người có nhìn được không ạ? À? Em được sợ rồi. Mọi người không nhìn thấy cho nên là em sẽ giới thiệu trước, xong tí em sẽ nhắc lại để mọi người nhìn thấy được mà, em nhìn thấy được mà. Vậy thì chị Ruby ơi, chị gọi lên đi. Của em nhá. Lên liền đi. Okay. Rồi mình đến câu số 8 ạ. Số 8. Ơi Linda. Dạ, cô sẽ chị ạ. Dạ. After breakfast, let's look at the show. Ngồi. Là bạn sẽ. Get dressed. Chị dịch đi ạ, chị dịch đi ạ. À, cháu cái bữa ăn sáng thì let's bắt mắt quần áo ạ. Ngồi ạ. After breakfast. Rồi, mình sang câu 9 nha. Chị mời bạn nhỏ làm được không? Cho em cái chữ với chị em không thấy. Celia. Đây vậy chị nhìn bên này. Celia. Tắt. Hát. Đi ạ. Hát. Đúng rồi ạ. Là Stella has lunch at 2 o'clock. Rồi thì tại thì em có biết là tại sao ở đây mình lại là chia là has giờ mà không phải là have không? Số ít đó. Ngồi số ba số ít. Ngồi là ngôi số 3 số ít. Yeah. Câu số 10. Câu số 10 mời chú Hà nha. Nguyễn Thị Hà. Laura goes to school at 7:45.
Rồi đúng rồi là chú dịch luôn nhỉ, chú dịch đi ạ. Laura đến trường vào tức là 8 giờ kém 15. Đúng rồi ạ, chú là đúng, đúng, mình chưa học giờ nhưng mà chú đã biết rồi đấy. Đúng không? Đúng. Chú ấy. Goes to school có nghĩa là đến trường. Là câu 11. Câu 11 mời bạn Nguyễn Ngô hay Nguyễn Ngô đây. Anh này có vẻ tuổi. Nguyễn Ngô là không phải ở trong cộng đồng. Okay. Thế là khóa nào ạ? Người mới đấy. Chắc là người mới. Mời bạn Nguyễn Ngô làm được không? My mother sat the after we had lunch. Ở đây thì mình có là mẹ tôi đang, đây là đang rửa bát đúng không ạ? Thì rửa bát thì mình sẽ dùng động từ là do. Ở đây là chủ ngữ là my mother. Thì mình phải chia ra số ít là does my mother does the dishes after we have lunch. Đó. Rồi câu 12 nha. Ở câu 11 mình thay was được không nhỉ? Động từ to be ấy à? Wash. Rửa. Thì chỉ là wash, rửa. Wash. My mother walks this. Em thấy là mọi người hay dùng the nhiều hơn đấy, the còn wash. Wash. The là làm. Bây giờ nó đi theo cụm mà người hay dùng ấy. Trong tiếng Anh nó có một cái là nó hay dùng theo cụm rồi. Đó, ví dụ như mình dùng rửa bát thì mình nói là does the dishes. Ok, thôi chỗ này anh nói một chút. Ở cái chỗ này ấy thì đúng chính xác là mọi người có thể gọi là washing dishes được ạ. Thường mọi người sẽ từ washing đúng không ạ? Tức là rửa bát đúng không ạ? Nhưng trường hợp ở đây thì ý của Thó đang muốn mọi người dùng cái trợ động từ does để ở đây để luyện cái trợ động từ thôi ạ. Cho nên mọi người ở trong trường hợp này mọi người dùng does được ạ. Không, nhưng mà do với does ở đây nó không phải là trợ động từ, nó là động từ chính. Ok, có thể anh nhau một cái chỗ này. Nhưng mà ý ở đấy ấy, thì mọi người dùng ở đấy trường hợp dùng does là ok, được không ạ? Nhưng có một trường hợp mọi người đang thắc mắc đấy ạ. Mọi người trường hợp mà mọi người đang thắc mắc đấy ạ. Washing. Đúng chính xác, washing dishes. Wash. Trường hợp này mọi người, trường hợp này là nhiều người dùng. Đấy, trường hợp này Thó Việt vừa viết ra là mọi người hay dùng nhất. Mọi người sẽ dễ nhớ hơn. Nhưng mà washing có ở trong cái lựa chọn đâu? Không, tức là vừa rồi có một người ai đấy thắc mắc từ này đúng không ạ? Ý là mọi người đấy muốn hỏi là mình dùng từ wash khi mình giao tiếp hàng ngày ấy, nói hàng ngày có được không? Đấy, được, dùng từ này được. Đấy là lý ý của em đang giải thích là như vậy ạ. Và thường là người ta sẽ dùng từ wash. Từ này người ta sẽ dùng được nhiều hay dùng nhất ạ. Còn từ đỡ thì em cũng thấy cũng ít, cũng khá khá, em không ít khi dùng does. Chắc là từ does này hay dùng như kiểu văn viết ý. Anh nhớ. Ok, tiếp đi em. Rồi đến câu 12. 12 là mời anh Dũng Đinh ạ. Julia loves to clean for her family every day. Cool. Anh phải nhìn hình ảnh ý, hình ảnh cô này cô đâu có clean đâu. Tức là bài tập này mình phải theo hình ảnh ý. Không phải, tại vì nhìn cái hình đấy nó không rõ nó thành ra không biết là đang dọn dẹp hay rửa bát hay nấu ăn cả. Ừ, đây thật đấy, em thấy thế. Đấy, thôi mình bỏ qua câu này ạ, trông nó không rõ nghĩa. Không có này rửa bát, nấu ăn đúng không? Rửa bát vào chậu chứ. Julia loves to cook. Rửa chứ đúng không? I love to cook for family thì nó hợp lý hơn. For her. Cook family every day. Rồi, thấy câu này thì chọn ba cái động từ này thì nó đều phù hợp ở cái câu này. Nó đều sử dụng. Mình thấy là nó sử dụng vô đây ba cái động từ
này đều hãy còn đào tạo hai bên nha, đúng rồi đây. Vâng, tại vì đây là đang học theo cái hình ảnh, nhưng mà tức là đang học hình ảnh đại diện phải không? Yeah. Nhưng mà chú Cúc là hợp lý với cái câu này chứ. Mà đây là đang xấu ăn cho gia đình cô ấy mỗi ngày. Nên là có thể lau nhà, lau cửa, nhiều thứ lắm. Vâng, thôi vì hình ảnh nó chưa rõ ràng nên là mình bỏ qua đi mọi người nhé. Rồi đến câu 13. Em mời chị Lê Đàm ạ, câu 13 ạ. He watched TV in the evening. Rồi ạ, mình có xem TV là watch TV đúng không? Mình thêm ES thì chị đọc lại là watches TV. Là anh ấy xem TV vào buổi tối. Rồi, câu 14. Nhưng mà cái chỗ này em có ý kiến chứ không ạ? Dạ vâng. Dạ, hình như cái chỗ này là mình đang là in the evening, tức là evening nó bắt đầu bằng một cái nguyên âm cho nên cái chữ giờ đây nó chuyển thành gì đúng không ạ? In the evening ạ. Câu 14 em câu 14 em mời chị Nguyễn Thị Lan ạ. Chị có làm được không ạ? Ai không trả lời ngay thì em chuyển khác luôn nha. Vâng. Thì câu 14 em mời chị Nguyên Ngô ạ. When she comes home from school, she does her homework. Yes. Rồi, good. Khi mà cô ấy về nhà, đúng không? Đi học về thì cô ấy sẽ làm bài tập về nhà. Rồi, câu 15. Em mời chị Mỹ Lê Mỹ Châu. Lily drive to work every day. Rồi. Lily drive to work. Drive. Every day. Cái từ the drive thì mình dùng cho đi xe ô tô. Khi mà người ta lái những xe như kiểu là xe ô tô đó thì mình sẽ dùng từ drive. Như vậy là mình vừa làm xong phần đầu tiên. Bây giờ em sẽ giúp mọi người tổng kết lại một số cái cụm từ diễn tả những cái thói quen hàng ngày. Đầu tiên là khi mình ngủ dậy thì mình phải làm sao ạ? Rửa mặt. Wake up. Đầu tiên là mình phải wake up, là mình thức dậy. Còn nó khác với một cái cụm từ đó là get up, tức là mình thức dậy đi ra khỏi giường đấy ạ. Yes. Tức là mọi người đi vào nhà tắm đúng không? Go to the bathroom. Mọi người ghi luôn những cụm từ này vào giấy ạ, để tí là mình trong bài nghe theo của mình là sẽ có những cái cụm từ như này. Đi vào nhà tắm xong rồi mình wash my face. Wash my teeth. Mình có ăn sáng là gì ạ? Have breakfast. Mình chải đầu là, mọi người có nhớ cái động từ để chải đầu không? Comb hair. Anh Dũng mà đọc từ comb hair đúng không? Yes. Nãy ở trên bài học của mình lại có từ brush. Thì có sự khác biệt giữa nếu như cái từ comb này có tức là mình dùng cái lược nó có một hàng ấy. Còn lấy như mà dùng từ brush này tức là mình lại dùng cái lược mà nó đây này, nó kiểu nó nhiều hàng ấy, mọi người biết cái lược ấy không? Biết.
ăn sáng xong chúng ta go to school là go to park. Chúng ta về nhà là get home. Chúng ta đi sinh đỡ lên tại như thế. Tối là gì á? Chúng ta ăn sáng, để ăn trưa, quên mất trưa, ăn trưa, ăn tối thì là have breakfast, have lunch, have dinner, dinner, rồi do my work. Mọi người đi ngủ, trước khi đi ngủ thì mọi người tắt điện, có ai biết tắt điện là turn off the light of your life. À, đi ngủ thì là gì ạ? Go to bed. Go to bed. Hoặc là go to sleep. Bed. Go to bed. Mọi người đã ghi xong chưa? Chưa. Rồi bây giờ em sẽ gọi một người và mình đọc tất cả cái cụm từ này mà xem và tất cả những người còn lại thì sẽ lắng nghe xem mọi người đấy đọc đúng hay sai nhá. Xong em sẽ gọi nhận xét đấy ạ. Em mời chị chị Võ Khánh Nga. Chị ơi, chị đọc giúp em những cái cụm từ này nhá. Ok. Wake up. Get up. Go to the bathroom. Wash my face. Brush my teeth. Have breakfast. Comb my hair. Brush my hair. Go to school. Go to work. Have lunch. At home. Have dinner. Do my homework. Turn up. Go to bed. Go to sleep. Em ơi còn tắm nữa em ạ. Và đây. Chị rất là nhớ đấy. Chị đọc lại cho em từ đây, chị đọc cho have dinner ấy. Have dinner. Rồi, bây giờ chị đọc rất là tốt đấy, đọc gần đúng hết rồi đấy. Chị cảm ơn. Mình có từ calm. Đây, chị đọc cái từ này này. Bây giờ là đây là âm bờ bị tâm đó. Đọc là home. Mọi người phải nhớ có âm mờ giữa ở sau cùng là home. Em mời chị Xe Dây Lan Nguyễn đọc những cụm từ này ạ. Home. Wake up. Get up. Go to the bathroom. Go to the bathroom. What's my face? What's my face? Brush my teeth. Have breakfast. Comb my hair. Brush my hair. Go to school. Go to work. Have lunch. Get home. Have dinner. Do my homework.
Stand up. Go to bed. Go to sleep. Take a bath. Take a shower. Take a shower. Rồi, bây giờ chị đọc lại, em xin phép chữa một số từ nha, chị đọc lại đây. Chị biết đây là cái từ này là comb, không phải là com, không phải là o đâu mà là âm o. Chị đọc lại đã. Comb. Rồi, đúng rồi ạ. Comb my hair. Cái này là âm comb my hair. Đây là brush. 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 Đó là âm á đó, brush. Một số từ mọi người hay sai thì em sẽ tra luôn. Wash. Brush. Yeah. Brush. My teeth. Đây là shower. 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 Cái âm sh đấy. Âm sh mà từ buổi đầu mọi người đã đưa rất là nhiều rồi là âm sh này mọi người hơi chua mỏ nó một tí nhá. Chua mỏ và ông lưỡi là shower. Shower. Sao, ao. Sao. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tất cả mọi người đã nhớ nhớ hết được nghĩa của những cụm từ này chưa ạ? Rồi, cách để nhớ là mọi người hàng ngày, mỗi ngày mà mọi người hàng ngày ngủ dậy này cho đến trước khi đi ngủ này thì mỗi lúc mà mọi người làm hành động này thì mình sẽ đọc tên những cái động từ, những cụm từ này lên, sẽ rất là nhanh nhớ đấy. Bây giờ mình cùng chuyển sang phần nghe nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng nghe một đoạn hội thoại có hai người nói chuyện với nhau. Và như thường lệ thì mình sẽ được cung cấp, đúng không? Xong rồi chúng ta sẽ nghe và điền vào. Thì bây giờ thì lần đầu tiên thì em cho mọi người nghe, nhưng mà mọi người chỉ tập trung vào việc nghe thôi và chưa cần phải viết. Tức là mọi người sẽ tập trung nghe và xem mọi người hiểu đoạn hội thoại là như thế nào ấy, chứ mọi người không cần tập trung viết. Mọi người nghe sẽ không nhìn hình. Mọi người nghe có thấy âm thanh rõ không ạ? Có âm thanh không ạ? Không nghe gì em ơi. Chưa có gì. Chưa thấy gì. Không nghe thấy gì á? Không nghe thấy gì cả. Không nghe thấy gì hết. Tho phải share cả âm thanh nữa ở trong cái nút ba chấm ở chỗ màn hình share của em. Ở đây, nghe được rồi đó. Nghe được rồi. Hi Mark, I'm so glad you came over. Hi. Rồi, lần này thì mọi người sẽ tập trung nghe ạ. Talking about daily routines. Hi, Mark. I'm so glad you came over. Hi, Nicole. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great. Let's sit on the swing and talk. I want to know you better. Okay. I'm so glad you moved here. So tell me about yourself. What's your typical day like? Well, usually all my days are very busy, with lots of activities. I get up at 7:45 because my school only starts at 9. I go to the bathroom, I wash my face and brush my teeth. I have breakfast with my family at around 8:15. We usually have boiled eggs, milk with toast, butter and jam. We all leave home at 8:40. My parents drive me and my little sister to school and then they go to work. I have lunch at the cafeteria at about 12:30.
I leave school at 2 p.m. I take the bus and go to a sports center where I play basketball. Basketball? That sounds awesome. I'm very passionate about basketball. One day I would like to play for my local team. At about 4 p.m. I finally get home. I eat a snack and I watch TV. At around 6 o'clock, I do my homework. I have dinner with my family at around 7 p.m. How do you like to relax in the evening? Well, I usually play the guitar. My little sister loves to dance on my music. I chat with my friends for a while. Or I play computer games. Then I take a bath. At 10 o'clock I turn off the lights and go to bed. What about the weekend? On weekends, I like going to the movies with my friends. Or I go cycling with my family. We have so much fun together. What about you? What's your... Rồi, mọi người có nghe? Nhạc to quá thôi, mình nghe không có rõ. Hả? Là nhạc to quá. Mình nghe nó nói không có được. Nói nhanh quá. Nói nhanh lắm, trình độ mình chưa nghe được nhanh này đâu. Thế à? Ai nữa? Mình không kịp. Chắc nghe từng đoạn thôi cậu ơi. Thế thì mình nghe từng đoạn ngắn trước nhá. Mình vô có cái dấu ba chấm ở bên góc phải, mình chỉnh lại cái tốc độ được. À tốc độ đây ạ. Dạ Phương ạ. À. Nó ép cái tiếng cái đoạn thoại ấy. Nó con tắt được cái nhạc cái đi, nhạc nó hơi to thật. Khó nghe lời. Routines. Hi Mark, I'm so glad you came over. Hi Nicole, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great. Let's sit on the swing and talk. I want to know you better. Okay. Mọi người có nghe được không ạ? Tôi cũng nghe được. Nói chậm hơn như này thì nghe được không ạ? Chậm như vậy thì nghe được ạ? Thế thì giờ mọi người nghe xong mọi người điền vào, điền động từ vào những chỗ chấm đã. Em bật lại nhá. Hi Mark, I'm so glad you came over. Hi Nicole, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great. Let's sit on the swing and talk. I want to know you better. Okay. Mọi người có điền được không? Em nghe thấy cái từ thứ nhất là sit và từ thứ ba là want. Từ thứ hai thì em không nghe được ạ. Em không nghe được hai từ đấy, let's sit về I want, nhưng từ thứ hai thì chịu. Từ thứ hai nghe như kiểu swing and talk. Không biết là từ đấy là cái gì không? Mọi người cùng nghe lại nhá. Mọi người nghe lại xong rồi mọi người comment ba cái động từ này mà mình nghe được vào xuống phần chat ạ. Talking about daily routines. Hi Mark, I'm so glad you came over. Hi Nicole, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great. Let's sit on the swing and talk. I want to know you better. Okay.
hình như là từ talk. Đúng rồi, mọi người ghi vào cái ở chatbook đấy ạ. Mọi người ghi vào đấy thì để em. À đây, thấy rồi ạ. Đúng rồi, như vậy là có một số người là nghe được rồi đấy. See talk one. Okay. Là let's sit on the swing. Chị Linda chấm. Rồi, vậy mình cùng nghe thêm đoạn tiếp theo nhé. I'm so glad you moved here. So tell me about yourself. What's your typical day like? Well, usually all my days are very busy, with lots of activities. I get up at 7:45, because my school only starts at 9. I go to the bathroom, I wash my face and brush my teeth. I have breakfast with my family at around 8:15. We usually have boiled eggs. Milk with toast, butter and jam. We all leave home at 8:40. My parents drive me and my little sister to school and then they go to work. I have lunch at the cafeteria at about 12:30. Thôi tạm dừng thôi. Thôi dài. I leave school at 8 p.m. Rồi, em nghe ba câu một đi, em nghe ba câu một đi. Ba câu một. Lấy lần nhá, cứ ba câu một đi thôi. Hơi lát quên tí, vâng. I'm so glad you moved here. So tell me about yourself. What's your typical day like? Well, usually all my days are very busy, with lots of activities. I get up at 7:45, because my school only starts at 9. Mọi người đã nghe được là ai get up at 7:45. Mình cùng chú ý nghe tiếp nha. Usually all my days are very busy with lots of activities. I get up at 7:45 because my school only starts at 9. I go to the bathroom. I wash my face and brush my teeth. I wash my teeth. À, tôi có bữa sáng với gia đình của tôi. At around, at là về tại thời điểm giờ đúng không ạ? At around tức là khoảng chừng. Đấy, mấy giờ mọi người cùng mà nghe. I go to the bathroom. I wash my face and brush my teeth. I have breakfast with my family at around 8:15. We usually have boiled eggs. Milk with toast, butter and jam. We all leave. Mọi người đã nghe được là
bao nhiêu giờ chưa ạ? 8:30. It's 8:15. Là bao nhiêu giờ ạ? 8:40. 15. Ờ. 15 à? Mà 15 nhé mọi người. Còn 30. Còn 30 mình là đuôi T là 30. Literally. 15. We usually have boiled eggs, milk with toast, butter and jam. We all leave home at 8:40. My parents drive me and my little sister to school and then they go to work. Mọi người nghe được động từ chỗ này chưa ạ? Leave. Rồi mình cùng nghe lại nhá. Vì có người bảo là leave home, người lại bảo là leave. My family out around 8:15. We usually have boiled eggs, milk with toast, butter and jam. We all leave home at 8:40. My parents drive me and my little sister to school and then they go to... Rồi, như vậy là... Leave. Rồi, đây là chúng tôi ăn sáng xong, đúng không ạ? Ăn sáng xong của chúng ta... Rồi, ra khỏi nhà lúc 8:40. Chỗ này thì hơi khó một chút. Nó là... Có ai biết động từ này là gì không? Drive. My parents drive me. Mọi người nghe tiếp. Thôi cho anh ấy một giờ một tí. Cái chỗ mọi người đang nhầm mấy chỗ là drive và driver. Driver là chỉ danh từ chỉ người mọi người nhá. Drive. Ending sound là v âm. Mọi người là nhớ ending sound. Mọi người đang nhầm từ driver và drive. Mọi người mà sang driver này tức là người lái xe đúng không? Yes. Là một danh từ. Drive. I have breakfast with my family at around 8:15. We usually have boiled eggs, milk with toast, butter and jam. We all leave home at 8:40. My parents drive me and my little sister to school and then they go to work. I have lunch at the cafeteria at about 12:30. I leave school at 2 p.m. I take the bus and go to a sports center where I play basketball. Ôi, chỗ này là gì ạ? Have lunch. Chắc là have lunch. Have lunch. Chỗ này có ai nghe đúng không ạ? Chưa nghe được chỗ này. Nghe lại. Cái chỗ này giống như kiểu là thách. 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 Cool, then they go to work. I have lunch at the cafeteria at about 12:30. I leave school at 2 p.m. I take the bus and go to a sports center where I play basketball. Basketball! That sounds awesome! Mọi người có nghe cái từ cuối cùng mà người ta đọc là take the gì không ạ? A bus. Đấy là bus, đó là xe buýt đấy ạ. Đơ là chưa hiểu rồi. Bus, tức là tôi bắt xe buýt và tôi đi đến trung tâm thể thao. Nơi mà tôi chơi bóng rổ. Bus.
I take the bus and go to a sports center where I play basketball. Basketball. That sounds awesome. I'm very passionate about basketball. One day I would like to play for my local team. At about 4 p.m. I finally get home. Get home. Finally. Get home. Get home. Get home. Yeah. Vào khoảng 4 giờ là tôi cuối cùng đã trở về nhà. I'm very passionate about basketball. One day I would like to play for my local team. At about 4 p.m. I finally get home. I eat a snack and I watch TV. At around 6 o'clock, I do my homework. I have dinner with my family at around 7 p.m. How would you like to relax, Cindy? At around 6 o'clock, khoảng 6 giờ I do my homework. I do my homework. Vậy là mọi người nghe cũng giỏi biết rồi đấy. I do my homework. Tiếp nha. 7 p.m. How would you like to relax in the evening? Well, I usually play the guitar. My little sister loves to dance on my music. Play the guitar. I chat with my friends for a while. Play the guitar. Play the guitar. Play the guitar. Little sister loves to dance on my music. I chat with my friends for a while. Or I play computer games. Then I take a bath. At 10 o'clock, I turn off the lights and go to bed. Turn off. What about the weekend? On weekend. Turn off the light. I turn off the lights and I go to bed. Tắt điện mà đi ngủ. At 10 o'clock, I turn off the lights and go to bed. What about the weekend? On weekends, I like going to the movies with my friends. Or I go cycling with my family. We have so much fun together. What about you? What's your typical day like? Người nghe lại đoạn cuối nhá. At 10 o'clock, I turn off the lights and go to bed. What about the weekend? On weekends, I like going to the movies with my friends. Or I go cycling with my family. We have so much fun together. What about you? What's your typical day like? Có ai nghe được chỗ này là gì không? Go cycling. Go sai. Tại vì chắc là cái video này em chọn nó nói hơi nhanh đấy. À, cycling. Em sẽ đi đạp. Người ta đi đạp. Chị nghe được vừa gấu với em nhỉ? Rất là lạ. Rồi bây giờ mình cùng nghe lại đoạn này và xem bật mí video nhé. Talking about daily routines. Hi Mark,
I'm so glad you came over. Hi, Nicole. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great. Let's sit on the swing and talk. I want to know you better. Okay. I'm so glad you moved here. So tell me about yourself. What's your typical day like? Well, usually all my days are very busy, with lots of activities. I get up at 7:45, because my school only starts at 9. I go to the bathroom, I wash my face and brush my teeth. I have breakfast with my family at around 8:15. We usually have boiled eggs, milk with toast, butter and jam. We all leave home at 8:40. My parents drive me and my little sister to school and then they go to work. I have lunch at the cafeteria at about 12:30. I leave school at 2 p.m. I take the bus and go to a sports center where I play basketball. Basketball? That sounds awesome. I'm very passionate about basketball. One day I would like to play for my local team. At about 4 p.m. I finally get home. I eat a snack and I watch TV. At around 6 o'clock, I do my homework. I have dinner with my family at around 7 p.m. How do you like to relax in the evening? Well, I usually play the guitar. My little sister loves to dance on my music. I chat with my friends for a while. Or I play computer games. Then I take a bath. At 10 o'clock I turn off the lights and go to bed. What about the weekends? On weekends, I like going to the movies with my friends. Or I go cycling with my family. We have so much fun together. What about you? What's your typical day like? My day starts at 7 a.m. I go to the bathroom and take a shower. Mọi người có muốn nghe thêm một lần nữa không ạ? Chắc không cần đâu cô. Cái đấy chắc để tự nghe ở nhà cũng được ạ. Như vậy thì mọi người ở nhà mọi người tự nghe nhá. Yes. Bây giờ thì mình sẽ đi phân tích một số cái động từ ở trong đoạn văn này. Ở đây là I am so glad. Thì ở đây có viết tắt của I am. Thì am ở đây là chị Trang ơi, am ở đây là động từ gì nhỉ? Động từ to be. To be ở thể. Dạ, am là động từ to be ạ. Vâng, động từ to be. Đây là thuộc, đúng rồi. Và các từ ở đây là sit, talk và want. Thì sit và talk chính là động từ chỉ hành động, đúng không? Want là muốn này, hay là những động từ như là want là động từ chỉ về trạng thái đó. Trạng thái. Sau đó mình có đến cái đoạn bạn này
Hàng ngày ngày của tôi rất là bận với nhiều hoạt động này. Thức dậy là get up là dùng từ chỉ trạng thái. Tôi thức dậy lúc 7:45 bởi vì là trường học của tôi chỉ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Tôi đi vào nhà tắm là go và wash là những động từ chỉ hành động. Wash my face, rửa, chúng tôi rửa và rửa mặt. Chứ đây là động từ, là thuộc ngoại động từ hay nội động từ à? Ngoại động từ. Ngoại động từ. Wash my face hay là brush my teeth thì chính là ngoại động từ. Ngoại động từ. Còn go ở đây thì chính là nội động từ hay ngoại động từ ạ? Nội động từ. Ngoại động từ. Trong câu đó là nội động từ, go to bathroom là đi mà đi. Nội động từ. Hành động của mình đi vào cái nhà tắm. Đây có anh Dung nghĩ đây là ngoại động từ đúng không ạ? Dạ vâng ạ, từ vì là cái đi này phải đi đến đâu hay là đi đến địa điểm nào đó thì phải có cái đường sau, nó phải có cái tân ngữ để làm rõ nghĩa là đi của cái động từ đi đó, nên là go này là ngoại động từ. Thực ra là cái go ở đây nó là nội động từ, bởi vì anh nói là nó phải có tân ngữ đúng không, nhưng mà tân ngữ đằng sau thì nó là một là danh từ hoặc là đại từ, tức là cái động từ go này nó tác động trực tiếp, cái động từ tác động trực tiếp lên cái đấy, giống như rửa thì là rửa mặt. Nhưng mà go đây là một giới từ là đi tới. Chứ đằng sau go thì nó phải là một danh từ hoặc là đại từ thì mình mới là ngoại động từ được. Còn go đây là mình đi thôi. Đây là giới từ. Cho nên là go là mình đi và mình không có tác động lên một cái sự vật sự việc gì đó ấy, không một vật gì đó, nên là đây là nội động từ. Ngoại động từ giống như là ai sinh động lên ngoài, đúng rồi, đây là wash, đây là một danh từ là rửa lên mặt, rửa mặt. Còn đây là go to là giới từ là đi tới một địa điểm nào đấy. Tôi cũng đang đi. Nó không phải là một danh từ đại từ ở đây. Tôi có bữa ăn sáng với gia đình của tôi vào khoảng 8:15. Chúng tôi thường có trứng luộc, sữa với khoai bánh mì nướng, bơ và là mứt. Đấy, tất cả chúng tôi rời khỏi nhà vào lúc 8:40. Bố mẹ đưa tôi và em gái my little sister đến trường. Và sau đó thì họ đi làm. Cái từ drive ở đây, drive có nghĩa là drive me, thì có nghĩa là người ta đi bằng ô tô ấy. Thì dùng từ drive đúng không? Và chủ ngữ là my parents là bố mẹ, cho nên là ở đây động từ mình không thêm s gì. Đó. Tôi có bữa ăn trưa tại cafeteria. Đây là nhà ăn ở trong trường học hoặc là bệnh viện thì sẽ dùng là cafeteria. Vào khoảng 12:30 tôi rời trường vào lúc 2 giờ chiều. Tôi bắt xe buýt là take the bus và đi đến trung tâm thể thao nơi mà tôi chơi bóng rổ. Từ A mà đây cũng là động từ to be. Tôi rất là đam mê, passionate, đấy là tính từ. Đây là chủ ngữ đến một động từ to be rồi đến tính từ. Rất đam mê về bóng rổ. Một ngày tôi muốn chơi cho đội bóng ở địa phương của mình, tức là muốn được vào cái đội bóng đấy. Vào khoảng 4 giờ thì tôi đã về nhà, tôi ăn, eat a snack, bim bim mà xem TV. Vào khoảng 6 giờ thì tôi làm bài tập về nhà. Tôi có bữa tối với gia đình của tôi vào khoảng 7 giờ. How do you like? Thì do ở đây là động từ gì nhỉ? Cái này là trợ động từ. Do đây là trợ động từ. Là trợ động từ. Động từ chính của nó là like. To relax. Like. Love to dance. Bạn làm gì để bạn như thế nào để thư giãn vào buổi tối? Tôi thường chơi guitar này. Em gái của tôi thì thích nhảy với nhạc của tôi này. Tôi nói chuyện với bạn bè một lúc hoặc là tôi chơi game. Sau đó thì tôi đi tắm. Take a bath. Đây là tắm gì đấy mọi người? Băng bồn.
tắm buồn. Rồi, đây là tắm trong hồ nhá. Ở 10 giờ thì tôi tắt điện này, turn off. Đó, mọi người ghi cái turn off là tắt điện và tôi đi ngủ. What about the weekends? Về cuối tuần thì sao? Và cuối tuần thì tôi thích đi xem phim với bạn bè của tôi và go cycling là lạp xe với gia đình của tôi và chúng tôi có rất là nhiều. We have so much fun together. Nó có rất nhiều vui vẻ cùng nhau. Vậy là mình vừa phân tích qua là một số động từ rồi. Bài này thì mọi người có thể dựa vào bài này sau đó về sử dụng những cái cụm từ ở trên, sau đó là viết về một ngày của mình như thế nào và từ lúc ngủ dậy. I wake up at. Then I go to bed. Bây giờ thì mình sẽ đến phần hỏi và trả lời. Thì em sẽ hỏi và em gọi mọi người trả lời nhé. Câu đầu tiên là what time? What time tức là hỏi về thời gian, thời giờ ấy. What time does Mark get up at, get up in the morning? Tức là Mark thức dậy vào lúc mấy giờ? 7:45. Có ai muốn giơ tay trả lời trước không ạ? Em thôi nhỏ. Mời em nhỏ. Dạ, 7:45 ạ. Mình phải trả lời cả câu là Mark. Rồi, cho mình coi lại câu đi ạ, câu hỏi đi ạ. Trả lời cả câu Mark tỉnh án. Trả lời sao? Tại mình chưa có biết cái cách mà. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời là Mark thức dậy vào lúc, đúng không? Thì chủ ngữ của mình sẽ là Mark. Mark, đúng không? Thức dậy thì mình đã học rồi là get up. Get up. Nhưng mà mình nhớ là mình chia động từ thì đây là chủ ngữ có ba số ít, đúng không? Em biết rồi, đúng không? Đúng rồi. Yes. Mình sẽ thêm get up. Yes, up. Đó. At 7:45. Đúng rồi, mình 7:45 in the morning. Rồi, đúng rồi. Rồi, yes. Mình đi câu tiếp theo nha. What does he do after getting up? Là anh ta làm gì sau khi anh ấy thức dậy? He. Mọi người sẽ trả lời là chủ ngữ là he, đúng không? Sau đến cái hành động. Mời chị Vi Tường ạ. He. Xin chào mọi người. Leader go to the bathroom. He wash his face and brush his teeth. His teeth. Rồi, là anh ấy đi vào nhà tắm đúng không ạ? Thì he là chủ ngữ số ít, cho nên là goes thì mình phải thêm goes to the bathroom. Washes, wash mình cũng phải thêm s. My his face. His face. And wash his teeth. Rồi. Chị rất là chuẩn đấy ạ. Tại vì chị đã chuyển được cái my face thành his face. Là mặt của anh ấy. Rồi thôi, những câu hỏi này thì mình sẽ gửi để cho mọi người về trả lời nhá. Tại vì là đoạn văn cứ phải lăn lên lăn xuống. Thì bây giờ thì em sẽ hỏi luôn mọi người những câu hỏi này, sau đó mọi người sẽ trả lời bằng đúng cái câu trả lời của về cuộc sống của mình ấy. Ở bên em sẽ đặt câu hỏi là what time do you get up? Em mời chị Trương Phan ạ. I usually get up at 6 a.m. every day.
Vậy là I usually đúng không ạ? Nhưng mà get này không không có sc nhá. Chị đọc hơi có sc một tí là phải là I get up. Get up at 6. Rồi. Mình sẽ là at, sau đó mình sẽ điền thời gian vào đây. Cháu mời chú Hào ạ. What time do you get up? Yeah. I usually get up at 5:30 a.m. 5:30 a.m. Chú dậy rất là sớm đấy. Yes. Em mời chị Duyên Viễn Thu ạ. Chị đây. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. At 6 a.m. 6 a.m. Yes. Rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi khác là what time do you go to bed? Không, là mấy giờ mọi người đi ngủ thì mọi người sẽ trả lời là ai là chủ ngữ ngôi thứ nhất, cho nên là mọi người sẽ cộng luôn với từ chia đúng không? At. Rồi em mời chị Thanh Tuyết Cao ạ. What time do you go to bed? I go to bed at 11 p.m. Oh, 11 p.m. Em mời chị Mỹ Châu ạ. What time do you go to bed? I go to bed at 10 p.m. 10 p.m. Okay, can we change the question? Can we change the question to what time do you close your eyes or when will you close your eyes? Who volunteer? Close your eyes. Yes, câu hỏi là when, not what. When will you close your eyes? Câu hỏi mở. Bây giờ mình go to bed rồi nè. Bây giờ khi nào thì mình sẽ nhắm mắt lại nào? Ai trả lời ạ? À? Có ai ai trả lời giúp em được không ạ? Anh chị nào mà không tắt mic là em hiểu là người đó đang muốn trả lời đúng không? Lê Mỹ Châu, chị có thể trả lời được không? I usually close my eye at 10:30 p.m. Tức là lên giường rồi chứ phải nhắm mắt sau đúng không? Thôi để mà đúng, nãy giờ em đang nói là ở thì hiện tại á thì em vui lòng chuyển giúp chị câu hỏi là when do you nhé, cho nó đúng cái thì. Chị Mỹ Châu có thể trả lời lại câu chị có thể nói lại với em được không ạ? I usually close my eyes at 10:13 p.m. Okay, so 13. Okay, you sure 30, that is 3 and 0 or 1 and 3? 1 and 5? Three and zero. Okay, you sure? Sure, I'm sure. Okay, thank you. So, Chang, when do you close your eyes? Chang ơi, thấy Chang giơ tay kìa. Vâng ạ. Tại chị gọi có mỗi Chang này là Chang nhít. I often close my eyes at the midnight. At the midnight. Yes.
Yes. Okay. Why? Why do you close your eyes? Because I usually go to bed very late. So you mean that you have to sleep, right? Yeah. You close your eyes because you want to sleep, not for another reason, right? No. Hồi nãy mọi người có mắc mọi người có hiểu chị kia không? Sorry. Any other answer? Chương Thanh, please. Câu hỏi when do you close your eyes? Đúng rồi. Kim hỏi là when nha mọi người. Kim hỏi là when nha. Ở đây when ở đây không có nhất thiết phải là thời gian, nó có thể là địa điểm, nơi chốn, hành động. Rất là nhiều nhé. Ok, chưa trả lời đi nào. Go. I often close my eyes at 12 a.m. At 12? 12 a.m. Okay, it's kind of late. It's kind of late. Tiếng 12 giờ đêm rồi mình dùng cái em rồi đúng không ạ? Vậy thì hơi trễ nha chị Trương. Với lại á, từ close chị hơi thiếu điểm sao nha. Close. 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 Em chút và hơi thiếu chữ C ở đầu một chút xíu. Yes, đúng rồi. Close. Cảm ơn chị Trương. Mai Lê ơi, em giơ tay muốn trả lời hả? Mai Lê hả? Mai Lê. Hello. When do you close your right eyes? Yeah. I close my eyes about 30 minutes before go to bed. Okay. Nhưng mà chị nhớ sử dụng em từ 30 nhá. 30 nhá. 30 nhá chị. Chị đọc lại 30 giúp em ạ. Alo. Rồi mất sóng rồi. Nãy giờ thấy chị Thúy Anh với lại là anh Thế Hào có vẻ cười tủm tỉm. Em có thể mời anh chị trả lời được không ạ? Dạ anh nha. Trả lời trước hay là anh? Lời trước đi ạ. Lady first. I close my eyes after one minute. Sorry, can you say it again? I close my eyes after I learn English. After you learn English, right? Okay. Có hai từ cho em chỉnh chị cho em chỉnh cái phát âm của close thì phải có đi em sao nha. Với lại English thì phải I'm sure at the end sound. English. I'm sure nha chị. I'm sure. English. Đúng rồi. Chính xác. Dạ lắm chị. Dạ em cảm ơn chị. Em mời anh Thế Hàm ạ. Trời ơi, give me some new idea, please. Yeah. I usually when do you get your eyes? Yes. At 12:30 p.m. and close my eyes. I don't know. Excuse me? Can you say it again?
when I go bed, I go to bed, I don't know for my eye, close my eye. Trời, nghe cũng hơi hiểu hiểu nhưng mà vẫn muốn anh có thể là nói lại một lần nữa. Tức là thế này, cái giờ đến cái giờ thì tôi lên giường rồi đi ngủ, go to bed hoặc là đi ngủ rồi, còn cái lúc nào mắt nhắm lại thì mình không biết được. À, tức là I go to bed. I don't know. Close my eye là tức là lên giường mà biết khi nào mới ngồi mới nhắm mắt ngủ. Okay, so the next one, okay? Thôi em. À, chưa. Đúng rồi. Alo. Em nhận tiếp đi thôi. Rồi, như vậy là về thì mọi người cứ tự đặt những câu hỏi này, sau đó trả lời lại với nhau để mọi người rèn luyện nha. Mọi người có thể tự viết đoạn văn là what's your typical day like? Your typical day nghĩa là một ngày bình thường của bạn như thế nào? Đó, bạn thức dậy lúc mấy giờ các thứ. Và chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của bài hôm nay, đó là về từ chúng ta sẽ cùng học về động từ can. Và đây là một modal verb, có nghĩa là có thể, đúng không? Đây, về khi chúng ta đặt câu với can thì khẳng định là chủ ngữ cộng với can cộng với verb. Ví dụ như là I can play football. Phủ định thì mình sẽ thêm not vào thôi. Và về nghi vấn thì mình sẽ đảo cái trợ động từ này lên đầu câu. Can you play football? Bạn có thể chơi bóng đá không? Hay là can he play football? Anh ấy có thể chơi bóng đá hay không? Rồi, bây giờ chúng ta cùng cái này như mọi người đều đã chuẩn bị trước hết rồi. Trời ơi, em trông chờ lắng nghe. Rồi bây giờ với mỗi câu thì mọi người sẽ, ví dụ như em sẽ làm ví dụ câu số 2 nhá. Mọi người nhìn thấy chữ đúng không ạ? Nhìn nó rõ hơn. Bay mất luôn. Đây, câu số 2. Đấy, người ta ở phủ định là can he drive a car, là anh ấy có thể đi ô tô hay không. Thì cái bức ảnh này thì chắc chắn là anh ấy không thể, đúng không? Em sẽ nói là he can not drive a car. Mọi người hiểu chưa ạ? Bây giờ mình sẽ làm thêm câu thứ 3 nhé. Em mời anh Phúc làm câu số 3 đi. Anh ơi, bật mic, anh ơi. He can ride a bike. À, he can... Ride, sorry, ride. He can ride a bike. Rồi, câu số 4. Mời chị Linda. Là cái từ chấm là nghĩa là gì? Nhảy á, từ chấm nghĩa là nhảy. She cannot jump. Yes, that's great. Số 5, mời chị Nguyễn Liên ạ. Câu số 5 ạ. No, she cannot. Chị đặt theo câu phủ định đấy ạ. Chị đặt theo câu phủ định, đảo phủ định. She cannot fly. Can't fly. Câu số 6, mời chị Sơn Lê. No, she cannot. He, not she. He can
play cái chữ đằng sau nó chỉ không rồi. Chess là chơi cờ vua. He can play chess. He can play chess. Chess, yes. Câu số 7, can she read? Chị say the language ạ. She can read. She can read. She can read. She can read. Yes. Câu số 8, mời chị Vi Tường ạ. Chị Vi No, they cannot talk. They cannot talk. Talk. Chị Nguyên Ngô, câu số 9 ạ. Can it dance? It cannot dance. Yes. Chị Mai Lê ơi, câu số 10. Can he play tennis? He can play tennis. Yes. He cannot. Như vậy là sau cái bài này thì mọi người hoàn toàn có thể nói về một câu rằng là việc mình có thể làm gì hoặc là chưa thể làm gì. Play tennis. Bây giờ thì mình ở đây có 27 người thì lần lượt từng người mình sẽ đặt một câu với I can hoặc là I cannot. Ví dụ như em nhá, em sẽ đặt là I can play chess. Em có thể chơi cờ vua. Bây giờ đến lượt mọi người nha. Em mời anh Dũng. Anh Dũng ơi, anh có thể làm gì ạ? I can play volleyball. Play. Volleyball. Anh ơi, play. Anh đọc. Play. Yeah, yes. Đừng bờ play nha anh. Play. Yes, hãy cho chữ bờ đi qua, lướt nhẹ qua cuộc đời chúng ta thôi. Đừng để nó ở lại đậm đà quá. Tiếp đến chị Mai Lê Lê ạ. I can play guitar. Guitar. Really? Guitar. Play the guitar. Qua cái phần báo cáo của chủ tịch công đoàn thì Linh Linh thấy cũng khá là đầy đủ ạ. Chị Linh ơi, em nghe hết báo cáo của chị luôn ấy. Ai đang báo cáo đây, ai có thể báo cáo? Chị Linh ơi, nghe hết báo cáo luôn rồi. Chết thật. Chị Linh tắt mic. Em tắt rồi, em tắt mic chị Linh rồi. Thì chân đang ở bên mì. Rồi, chị Nguyên Ngô ơi. I cannot play the guitar. She cannot play the guitar. Cháu mời chú Hào ạ. I can play badminton, but I can't speak English not well. Thank you. Oh. He can play badminton, but he cannot. Badminton còn lâu nữa mình yet. I can. I can play. Play badminton. Em mời chị én nhỏ ơi, chị én nhỏ. Dạ. I can play dance in the on the wheelchair. Tôi có thể nhảy trên xe lăn. Yes, but you have to choose between play and dance. You cannot say I can play dance. Okay? Yeah. Yes. I can play. Em đã hai động từ chính rồi em nhá. Hai động từ chính rồi đó.
Vậy mình có thể thay cái gì được à? Mình bỏ từ play đi, chỉ đơn thuần là à, I can dance. Dance. Yes. Yeah. I can dance on the wheelchair. Yeah. That's good. I want to see the video. Can you prove yourself? Có thể chứng minh được không? Prove. Chứng minh được. Okay. Send me in private, okay? I cannot fly in the sky. Oh, she's so cute. I think everyone cannot fly in the sky. But I can. I can. Để chơi nhảy dù và đòi bay chị ơi. Yeah, sure. Đúng rồi, trời ơi mọi người ơi, ra biển đi. Có mấy cái trò mà bay lượn trên không đó, đến đó mình bay nè. Mọi người ơi, ai chưa được nói thì bật mic lên Tranh nói nha, bởi vì việc nói trong những tiết như thế này là cách tốt nhất để mình rèn luyện nói. Chị Trương Phan ạ. Okay. I can't speak Japanese, but I can speak Vietnamese. Thôi chị biết rồi ạ. I can drive car and swim. I cannot play piano and sing well. Chị ấy đọc lại câu đầu được không ạ? À? Em chưa nghe. I can drive car and swim. Drive car and swim. Chị Thanh Tuyết Cao ơi. Yeah. I can swim. I can sing well. Còn ai chưa nói nữa nào? Còn ai chưa nói về Anh What can you do? Yeah. Chị Mai Lê. Chị nói cái nhá. Chị Mai Lê đâu? Đây chị đấy, nhưng mà thấy chị Sơn đang bảo nói I can't swimming. Oh, swimming. Chị Mai Lê vừa nói là I can't swim. Really? Okay. Can or can? I can't swim. She say can't. Động từ nguyên thể. Can't swim. Chị Kinh Nga. I can't speak English very well, but I can do it. Rồi, như vậy là ở đây thì mọi người đây là hết phần mình học rồi đó. Mọi người có câu nữa. À đâu, chị Duyên. Vâng, chị cũng chưa nói. Có mọi người phải nói tại vì ok, chị nói nhá. Chị cứ nói thoải mái đi ạ. I can fly in my dream. I can sing. Swimming. I can sing. Swim. I can swim. Swim. Drive car. I cannot play guitar. I can speak Japanese. Mà chỉ có câu là play guitar thì có dơ. Play the guitar. Play the guitar. Rồi còn ai vừa bảo là chưa được nói. Anh chưa nói. Chị nói cái nhá. I can play football. I can play chess. Chess. Yes.
Rồi, như vậy là phần này của mình đã xong với cả mọi người đều nói đúng không ạ? Thì bây giờ mọi người về sẽ ôn lại. Mọi người nhớ nhá, là những cái cụm từ về hoạt động hàng ngày thì mỗi ngày mọi người làm thì mọi người sẽ vừa nói cụm từ đó. Như đang rửa mặt thì mọi người sẽ nói là wash my face. Đó sẽ giúp cho mọi người nhớ hơn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần cuối cùng là một bài hát cũng về các hoạt động hàng ngày. Thì chị Kim ơi, con chim thánh thót đâu rồi? Rồi hình như chị đang bận tiêu. Đây. Chắc. Chị mà không hát là anh Phúc ở lên hát đấy. Em mở cho. Em mở nhạc cho mọi người nghe đi nào. Mọi người ơi, chúng ta còn 15 phút để thư giãn trước khi nghỉ. Và trong thời gian người ta đang mở nhạc á, thì mọi người tập giúp em lại một cái từ nha. Từ football. Mọi người ơi, âm L at the end sound nó hơi khó chút xíu, nhưng cố gắng. Mình hát đọc. Để ai đọc sai vậy? Mình mở mic đi mọi người ơi. Không ai mở mic luôn. Alo, tự dưng mọi em mất mạng. Yếu quá ta. Mạng yếu quá. Vâng, mọi người ơi, mọi người có nghe em nói gì không? Mọi người ơi, nãy giờ. Có nghe. Ok, tới giờ hát rồi, mọi người mở mic lên nha. One, let's listen. People are talking about their vacations. Are these statements true or false? Listen and check the correct answer. Từ từ, ai mà đó? One. Chết rồi, Thơ ơi, Thơ ơi, Thơ bật cái gì vậy? Em không bật mà. Em check trên máy em nè. Ủa, em không bật mà. Em rõ ràng em đang bật là this is the way mà nhỉ. Đó, em đi nè. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face early in the morning. Wash, 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 wash. Wash, wash, wash. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair early in the morning. Comb, 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 comb. Comb, comb, comb. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth early in the morning. Brush, 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 brush. Brush, brush, brush. This is the way we get dressed, get dressed, get dressed. This is the way we get dressed early in the morning. Okay. Up ở đây thôi. Ok mọi người ơi, trong bài hát này mình có 1, 2, 3, 4, 5 phân đoạn ha. Nhìn chung thì nhạc nó như nhau hết, chỉ có cái từ nó là khác nhau thôi. Cái từ đầu tiên là wash your face. Mọi người ơi, nào đọc giúp em từ này nè. Một cụm nha, không đọc một từ nha. Wash your face. What's your face? What's your face? What's your face? What's your face? Chị ơi, trong bài hát nó là our face. What's your face? What's out? Okay, mọi người, mình sẽ từng từ nha. Từ wash at the end sound nó là âm sờ, đúng không? Uống lưỡi lên nha, nhớ nha. Wash. Wash.
Okay, good. Good luôn. Rồi, hour. 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 Okay. Hour. Face. Face. Okay. Face. At the end sound là âm gì ta? Âm Z. 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 Face. 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 No nha, âm Z là sai nha. Face. Âm S at the end sound mới đúng nha. Face. 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 Đúng rồi. Oh, đây sẽ là this is the way we wash your face. Mình không cần phải cố gắng nói từ, chỉ cần mọi người hát chậm đúng chữ wash là nó sẽ tự qua cái từ hour là thành wash your face. Wash your face. Đó. Đúng không? Okay. Tiếp nha. Wash. Từ cái đoạn thứ hai á, cái cụm thứ hai có ai xung phong đọc cho Kim nghe được không? Các anh xung phong đọc cho Kim nghe được không? Đoạn thứ hai nè. You see the way we... We gì đây ta? We học thập từ này rồi đó. Kéo lên kéo xuống thôi ơi. Kệ đi, để đó cho mọi người nhé. Để đó cho mọi người nhìn. Còn không thì em chia hai màn hình ra giúp chị. Một nửa màn hình em để chữ bên này, một nửa màn hình em muốn search cái gì em search bên kia. Rồi, được không? Ừ. Đừng kéo rồi. Lên. Nha. Cái từ này at the end sound nó là âm gì nè? Âm M. Đúng không? M thì cái miệng của mình nó sẽ hơi chụm lại một chút xíu. Mọi người đọc nào. Nó hơi giống như từ come. Ok. Có ai đọc từ này giúp Kim được không? Ai đang mở mic là Kim gọi á nha. Không. Ai đang tắt mic là Kim gọi nha. Ai đang tắt mic là Kim gọi. À, để coi nào, nó mất tiêu rồi. Ai đang tắt mic? Không. Trang ơi. Một bạn tên Trang. Ok, bạn đọc từ này giúp Kim nha. Không. Đúng rồi, mọi người đọc đúng quá luôn á. Không. Mình hát nào. This is the way we comb our hair. This is the way we comb our hair. Anh Hảo hay quá vậy. Ok. Cụm từ tiếp theo. It's the way we brush our teeth. Yến ơi, Yến đọc nào, Yến ơi. Ok. Kéo xuống từ cuối cùng nào, coi có gì khó không nào. Mọi người đọc từ brush cho Kim nghe nào. Brush.
Okay, đa mọi người đều đang đọc đúng hết. Ok, tiếp theo cụm tiếp theo nè. Ai đọc? Okay, đa phần mọi người đọc đúng hết rồi. Trời, giỏi quá vậy trời. Giỏi vậy thôi chứ. Từ cuối cùng quá dễ luôn ha. We go to school. Đọc được nhưng mà không được cô. Go to school. We go to school. Go to school. Go to school. 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 Okay, chính xác hết rồi. Thôi em mở giúp cái nhà kéo hai màn hình để song song được không, để cho mọi người vừa nhìn chữ vừa hát theo ấy. Trong như vậy hả? Đúng rồi. Em có bật phụ đề mà, chắc mọi người hát đi. Có phụ đề đâu này, có chị không thấy. Ok. Rồi mọi người ơi, chuẩn bị hát nha, mở hết mic lên nào. Mở hết mic lên nào. Nhưng mà đúng là phải là mở hết mic. Vậy mình làm luôn This is the way we wash our face. Wash our face. Wash our face. This is the way we wash our face. Chữ này không để ý. Wash, 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 wash. Wash, wash, wash. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair early in the morning. Comb, 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 comb. Comb, comb, comb. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth early in the morning. Brush, 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 brush. This is the way we get dressed, get dressed, get dressed. This is the way we get dressed early in the morning. Early in the morning. This is the way we go. Go to school, go to school. Early in the morning. Trời hay quá. Trời, mọi người ai cũng hát đúng hết, tuyệt vời luôn. Ok, cảm ơn mọi người. Bài hát này đơn giản quá nha. Trời dễ quá, chuyện thấy quá dễ so với level của mọi người. Trời ơi, Thơ ơi. Các bạn đang có cuộc thi tiếng Anh, mình cố Kim để cho cô dạy cho nhiều bài để mà dự thi nhá. Mai mốt là cô Kim cũng làm ban giám khảo đó. Ôi có luôn ạ. À? Em không biết thông tin này luôn ấy. Đang dự đoán thế. Mọi người ơi, mọi người đã biết Facebook của em chưa? Đã có Zalo của em chưa? Ở đây là mấy bạn đấy là phải học hát nhờ cô Kim dạy nhiều để giật giải. Mọi người ơi, trong bài hát ngày hôm nay thì em muốn nghe một bài anh chị có thể hát cho em nghe.
một đoạn, mỗi người một đoạn được không ạ? Cũng gần hết, chắc chắn hết giờ rồi, nhưng mà thôi kệ đi. Ở đây có nam, có nữ, ba nam, nhiều nữ, ok. Trong ba nam sẽ có một người hát một đoạn, còn lại nữ mình sẽ chia ra. Ai mà tắt mic là Kim gọi người đó. Nha. Là có thể nào nào hát đoạn đầu tiên được không ạ? Mọi người ơi, mọi người nghe em nói không? Alo, alo. Một lần làm sao mà đã hát được luôn. Bà nghe vẫn rõ cô Kim ơi. Bạn em mới bị rớt á, không biết mọi người nghe có rõ không. Bây giờ trong ba nam sẽ có một người hai bạn cho em cũng chán lắm. Anh Hào, anh Dũng, anh Phúc, ba anh nào hát đầu tiên nào? Dũng hát chưa được. Chưa thuộc bài này hát thôi được. Thôi nào, mình cứ ngâm cũng được, miễn sao đọc ra cho nó đúng, nghe cho nó lọc tai là được rồi. Nào mọi người ơi, đừng ngại nào, hết giờ của mình nói đi chứ. This is the way we wash your face. Ok, wash your face. Mời anh Hào ạ. Mời anh Hào hát trước ạ. Đọc này còn đang người chưa chắc em được. Vấn đề là bây giờ các cô là phải hướng dẫn, tức là phải hát dạy từng câu một đấy thì mới hát được. Kim phải hướng dẫn đấy chứ nhỉ. Đúng rồi. Trời, em hồi nãy em thấy mọi người hát theo á hả, hát đúng hết. Đúng rồi. Không đâu có đâu. Trời ơi, em nghĩ là cô Kim á, cô Kim sẽ tắt giọng xong bắt đầu cô Kim hát rồi mọi người hát theo cô Kim. Em thấy bây giờ tự hát thì nó hơi khó. Ok, vậy Kim hát câu đầu tiên, xong rồi Nga hát câu đầu tiên nha. Ok. Do you see the way we wash your face, wash your face, wash your face? Do you see the way we wash our face, wash our face, wash your face? This is the way we wash your face. This is the way we wash your face. The way we wash your face. Wash your face. Wash your face. Ok, đó thấy chưa? Rõ ràng luôn. Khiêu sung phong không ai sung phong hết. Mấy khi hát cái hát hết đoạn của người ta luôn. Hát theo. Chỉ là cô hát xong rồi mọi người sẽ hát theo được á. Ok, vậy thì Kim cứ hát cái câu đầu rồi mọi người cứ hát tiếp cái câu sau nha. This is the way we wash our face. Only This is the way we wash our face. Nãy giờ trong tất cả những đoạn này, tại vì cũng gần hết giờ rồi đó, cho nên là chắc là Kim cũng ghẹo mọi người chút xíu vậy thôi. Bây giờ mình đọc cái đoạn mà Kim thấy là nghe nó rất là vui tai, đó là cái đoạn là This is the way we get dressed. Ai hát đoạn này cho Kim nghe đi. Linda ơi, chị ơi, chị có thể làm gương cho mọi người hát cái đoạn này em cho mọi người nghe. Em chưa hát được chị ạ. Nãy giờ nghe ai hát nhiều nhất mà tự nhiên tới giờ kêu hát là không xung phong. Nguyên Ngô, chị Nguyên Ngô ơi, quân mặt sáng giá. Dạ. This is the way we get dressed. Kéo xuống giúp chị với Thơ ơi, đoạn ở dưới cơ. Cái đoạn buộc tóc là nó đơn giản quá, Kim muốn hát cái đoạn mặc đồ cơ. Chị Nguyên hát theo em nhé. This is the way we get dressed. Dress. Nghe nó giống như là dress vậy đó chị nè, trờ nè, nghe giống như là âm trờ vậy đó, giống như cái chữ trim,
giống như là giấc mơ. Giấc mơ thì mình người sẽ đọc như thế nào? Dream. The stress này nó cũng sẽ tương tự như vậy. Dream. Mọi người ơi, tại vì cái âm này á, nó hơi nói khó thì cũng không khó mà dễ cũng không dễ, nhưng mà mọi người có thể nghe nó giống như là âm tr trong tiếng Việt của mình vậy đó, âm tr mà tr tre nha. Nó là âm đ và âm r đúng không? Nó sẽ là dream. Dream. Đó, nhưng mà lúc đầu khi mà mình chưa quen á thì mình luyện nè. Nghe nó sẽ hơi lóng thoáng giống giống chữ dream đúng không? Mọi người đọc cho nó nhẹ chữ tr ra là nó sẽ là dr 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 dr. Vậy thì cái từ stress ở đây nó sẽ là stress. Stress. Ok mọi người đọc cho em nghe nè. Stress. 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 Nếu như mình đọc stress, nếu như mình đọc red không thôi á thì mình sẽ bị mất âm d phía trước. Mọi người nghe nè. Mọi người đọc rest không á là mọi người bị mất âm d phía trước nha. Nên như vậy là nó sẽ không đúng. Rest. 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 Yeah. Các ai đã vừa mới đọc đúng đấy. Rest. 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 Em sau sẽ là âm d nha mọi người, âm d nha, âm d. Rest. 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 Ok, về tập thêm nhé. Về tập thêm hôm nay giúp mình. Này nè, âm r này nó sẽ hơi khó chút xíu. Mình sẽ hay đọc, mọi người mình sẽ hay đọc theo kiểu là mình bỏ âm d đi và mình chỉ đọc âm r thôi. Là mình sẽ đọc ra là rest, rest, rest. Giống như nãy giờ mình đọc nó giống như là rest, nhưng mà nếu như mọi người ok, nó sẽ không có đúng theo thầy dạy lắm, nhưng mà mọi người có thể nghe Kim đọc giống như là stress. Nó giống như là âm r, nó giống như là âm r trong tiếng Việt của mình á, mọi người đọc nè. Stress. Stress. Nè. O E nè, nghe nha. O E T S. Stress. Stress. Tweets. Gần đúng rồi đó mọi người, chính xác rồi đó nha. Rồi từ từ mọi người Tweets. Sẽ tập nè, mọi người sẽ tập nha. Khi đầu tiên là mình phải uống cái lưỡi mình lên để cho mình đọc được cái chữ tr đã, mình đọc chữ tr với chữ r đã. Rồi đọc là cho âm d và âm r nó tách ra. Cái đó là cái cách để mà mình luyện phát âm á. Nhiều khi là mình luyện cái bản ngay, mình luyện cái bản chữ cái là mình đã luyện được hết rồi, nhưng nhiều khi nó vô từ cái là mình sẽ bị liệu rồi, mình sẽ bị quên mất tiêu á. Thì mình sẽ nhớ theo những cái cách rất là dễ nhớ để mình dễ học thôi. Như từ trim nè, nó cũng sẽ giống như từ dress nè, thì nó cũng sẽ giống như âm r của mình vậy đó. Rồi mình bắt đầu mình tách ra âm d với âm r là mình sẽ tự đọc như thế nè. Dr 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 dr. Mọi người đọc như vậy nha. Dr dr dr. Rồi mình sẽ học nhanh ra là dress. Mọi người hiểu ý Kim không ạ? Hiểu. Yeah. Stress. Nó sẽ hơi giống stress một chút xíu nha. Nó sẽ hơi giống chữ tr trong tiếng Việt của mình á. Stress. Ok. Mọi người phải chơi với cái lưỡi của mình, cái này kêu nói thiệt, các bạn chơi với cái lưỡi của mình ấy, cái lưỡi của mình á. Mình cứ đánh nó bên trong cái của mình nhẹ nhàng thôi. Stress và trim. Ok, đọc từ
nào vậy? Green. 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 No, no, no. Đó, Trương đúng rồi nha, Mai Lê. Kate, đúng rồi nha, Kate. Đọc đúng nè. Từng người một đọc, Kim sẽ sửa cho mọi người. Xin lỗi, tại vì hôm nay Kim vô trễ, nên là Kim bù cho mọi người chút xíu. Kim có thể gọi tên từng người và mọi người đọc giúp Kim nha. Kim sẽ luyện cái âm này cho mọi người ha. Kim sẽ nhìn theo màn hình của Kim nha. Là Kate. Kate ơi, Kate đọc lại giúp Kim nào. Kim. Đọc lại giúp Kim với, Kim nghe chưa rõ. Dream. Ok, dream. Ừ, đúng rồi đó, Lê Mỹ Châu. Đọc cái chữ direct đúng không? Không, đọc từ dream nha. Dream. 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 Ok, rồi tiếp theo Dũng Đinh. Em mời anh. Yes, dream. Anh có thể đọc luôn từ dress giúp em được không ạ? Dread. Dread. Anh thấy không? Anh đọc. Anh lại dress. Anh có thể đọc lại cho em hai từ luôn. Dream. 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 Đúng rồi. Và? Dread. 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 Không Dread. Phải. Âm T at the end sau là sai rồi. Điện yes. Sao nó phải là dress. Ủa, cái đấy điện sao em tưởng là sờ tờ. Right. Right. Không, em đang nói từ dress thôi, em không có nói thêm ED nha. ED. Yes. Yeah, okay. Right. Tập này là một từ thôi nha. Mình cứ đọc trước cái đã rồi mình thêm cái biến thể của nó sau. Yes. Anh Dũng ơi, đọc lại giúp em ạ. Dream. Dream. Dread. Dread. Dress. Dread. Dread. Dress. Dread. Anh nhìn khuôn miệng của em nha. Cái chữ R của mình á. Nè, ví dụ như của mình là dream. Dress. Mọi người có thấy á, có một cái một lại một xíu, đúng không? Mọi người đọc lại giúp em nào. Dress. À, xin lỗi, anh Dũng đọc lại giúp em nào. Dress. Dress. Dạ. Dress. Cái này âm đầu đúng rồi mà âm sau bị thiếu chữ. Dạ. Yes. Dạ. Yes. Đọc lại giúp em. Please. Dress. Ok, dress. Good. Thế anh ơi, mở mic lên nào. Cảm ơn anh nhiều ạ. Mình luyện này xong rồi thì mình nghỉ ha mọi người ha. Mệt chưa? Thế anh ơi. Ok, thế anh không nghe, đi đâu rồi? Chú. Anh Hào ơi. Mạng, xin lỗi. Mạng, mình không nghe rõ gì cả. Thấy hình của chú Kim đang bị treo treo mà. Dạ, em ở công ty mà mạng cũng phải cuồng. Red. Yeah. Dream. Red. Và từ red. Dream. 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 Thiếu âm chữ âm đờ nè, thiếu âm đờ phía dream. Trước nè. Dream. Dream. Đó, đúng rồi. Không, đọc như lúc nãy mới đúng. Đọc lại ạ. Dream. Đọc lại ạ. Dream. 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 Rim. Rim. Âm y này của mình. Yes. Rim. Rim. Yeah. Rim. I dream about rim. You. Đúng không? Okay. Rim. 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 Yeah. Rim. Nó phải có âm đờ phía trước mọi người ạ. Rim. Okay. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, chính xác rồi đó, anh Hào ơi. Cảm ơn anh. Lê Mỹ Châu. Mời Châu. Dream. Đúng. And dread. Đọc từ dream đúng rồi mà đọc qua dread là hơi hơi đọc lại giúp em với. Dread.
dress. Dress. Yes. Chính xác. À, chị có nhận ra cái sự khác biệt khi mà chị đọc sai và chị đọc đúng không ạ? Cũng chưa phát hiện đấy. Vậy thì mình phải để ý nha. Ở đây không phải là mình nói theo thói quen mà mình phải để ý, tại vì Kim nghĩ là mỗi người một cái khuôn miệng và một cái giọng khác nhau, nên cái cách mình điều chỉnh âm để mình đọc đúng á, nó sẽ khác nhau chứ không phải ai cũng giống ai. Dạ, nên là điều đặc biệt khi mà khi em chỉnh cho mọi người là để em muốn mọi người nhận ra được là khi mà mọi người đọc ai thì cái miệng của mình khi đọc từ đó nó sẽ khác nhau như thế nào. Mình phải là người nhìn thấy cái điều đó thì mình mới nhớ cái từ đó và lần sau mình mới đọc đúng được. Dạ, the mọi người dress. The dress. Yeah. The dress. Ok, cảm ơn chị Mỹ Châu. Mời Quỳnh Nga. Quỳnh Kim. Green. Dress. À, chị có thể chịu khó đọc lại một lần nữa giúp em được không ạ? Green. Dream. Okay. Dress. Okay. À, em nghe đúng, em nghe đúng được tới 90% lận. Nên là thành ra là cảm ơn chị nhiều. Giỏi quá chị ơi. Yes. Lúc trước em cũng bị cái từ này, em luyện mãi bây giờ mới đỡ được một xíu. Em lên Google em đọc thử xem Google có dịch được không. Dạ, trời hay quá chị. Chị có thể chia sẻ với mọi người ở đây là khi mình đọc đúng và đọc sai từ này thì nó sẽ khác nhau như thế nào không ạ? Em không biết được, nhưng mà tức là em lên Google em tìm hiểu thì theo người ta hướng dẫn ấy là cái lưỡi của mình phải đặt nguyên gọi là gì, nguyên cái mặt trên ở lưỡi áp lên cái phía trên của cái hàm răng á, cái lợi ở bên trên á, để nguyên cái mặt lưỡi ở đó. Tức là em học theo Google thôi. À, học theo Google mà chuẩn phết nha. Học theo Google xong rồi lúc nói thì hạ cái lưỡi cho nó rơi xuống. Ôi, chính xác quá ta. Trời ơi, chi tiết đến vậy luôn đó mọi người. Mọi người nghe chị Quỳnh Nga chia sẻ chưa ạ? Mọi người thử thực hành thêm nha. Chị Nguyên Ngô ơi, chị đọc giúp em ạ. The green. The red. Ok, anh Dũng ơi, anh Dũng hãy sửa cho chị Nguyên giúp em ạ. Anh Dũng sửa cho chị Nguyên giúp em. Yes. Nè. Ok. Dream. Dream. Dress. 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 Đúng chưa anh? Mình cũng chưa không tự tin là đúng hay không. Chị Nguyên có thể nào tự nói lớn hơn một chút xíu được không chị? Chị nói lớn lên chút xíu cho em ạ. The green. The red. The red. Chị, anh Dũng ơi, anh nói gì đi nào? Yes. Như là bạn đọc đó là the red. Thành nghe nó như the red á. The red. Thì mình thấy nghe nó đúng hơn. The red. Yes. The green. Được tới 70% rồi đó chị, được tới 70% luôn rồi đó. Chỉ có một chút xíu thôi là cái chỗ chữ đờ á, mình đừng có cho nó ở lại lâu quá. Dạ, mình cho nó lướt nhẹ qua cuộc đời mình thôi. Mình hãy để nó giống như một cái âm ở trong cái vòng miệng của mình nha chị. Em sẽ giao. Đúng nha, em sẽ kiểm tra cái từ này nha. Anh Dũng phải chỉ cho chị Nguyên đọc cho đúng cái từ này nha. Dream and trust nha. Ok, mình làm nhóm học tập cũng được mà nha.
Ok, em mời chị Vi ạ. Em cảm ơn chị Nguyên. Vi Tường ạ. Dream. Red. Quỳnh Nga ơi, Quỳnh Nga nhận xét nè. Chị ơi, chị đọc lại cho em nghe, nghe đúng không ạ? Dream. Dream. Red. Em vẫn không cảm nhận được cô ơi, tại vì em thấy là chị vẫn phát âm cái từ đờ, cái từ đờ nó vẫn hơi dài dài. Trim and dress. Trim, red, red. Em thấy được hơn một xíu. Dạ, nhưng mà mình chị Vy ơi, mình đang học từ nguyên âm á, là từ dress không thôi, không có ed nha, không có ed nên chị bỏ qua edn đi, edn sau có ed giúp em. Mình chỉ đang đọc từ dream and dress, tức là từ mơ và từ mặc đó. Dạ, nên là chị giúp em bị hơi lỗi chút xíu ở chữ D á. Dạ. Vậy, dạ. Chị Vi tắt mic rồi, nhưng mà chị Vi luyện lại nha. Không phải, tại vì cái màn hình của Kim mới bị đơ, chị không nghe gì hết. Dạ, ý em á là từ dream and dress á, là chị đọc đúng rồi, nhưng mà có cái chữ đờ á, là nó hơi nó hơi ở lại lâu quá. Dạ, nên là chị có thể đọc lại với em một lần nữa được không ạ? Dream, red, I went, red là không có đề, red, red, red. Quỳnh Nga thấy sao nha? Dream. Yes. Em thấy chị đọc được hơn rồi á chị. Chữ đờ đã tiến bộ hơn rồi. Ok mọi người để ý nha, Kim gọi bất kỳ luôn á. Nhiều khi mình đọc á là mình đọc không đúng, hoặc là mình đọc mình không để ý, mà mình nghe mọi người đọc cái mình để ý. Cái mình biết đúng sai như thế nào, thế là mình sửa cho nhau ha. Con trai cho mẹ học nghe luôn. Chị Duyên Nguyễn Thu ơi, chị đọc giúp em ạ. Dream. Right. Được chưa em? Kate, please correct her. Nghe không Kate ơi? Rồi xong, Kate mất tiêu luôn rồi, rớt mạng luôn rồi. Ok, chị đọc tốt lắm ạ. À. Em cảm ơn chị. Én ơi, Én giơ tay, Én đọc đi Én. Dream and dress. Trong máy cô kêu được. Nào, phải chị Én giúp em được không ạ? Sao mạng mình yếu thế nhỉ? Mọi người ơi, mọi người nghe chưa ạ? Alo, alo, alo. Nàng yếu quá. Mọi người nghe chưa ạ? Dạ nghe rồi. À, ok. Anh Thế Hào, anh sửa cho Én giúp em nè. Chào chị. Alo, alo, alo. Alo. Dạ, sửa cho ai đấy ạ? Dạ Én. Đây, dạ. Em có Én thì có cái red. Red cái âm any sao ở sau là hơi bị lướt âm sao nghe không rõ lắm. Red. 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 Yeah. Red. Dream. Red. Well. Ok. Tiếp theo là em cảm ơn Én và anh Hào ạ. À. Đọc đúng rồi đó Én. Yes. Em cảm ơn. Bây giờ Kim mời hai người cho nhanh nhé. Kim mời chị Trương Phan và chị Serena Nguyễn. Trương Phan đọc trước, chị Serena Nguyễn correct nha. Right. Dream. Okay.
dream, rest. Chị chỉ cho chị Trương xem là chị Trương sai chỗ nào hoặc là đọc chữ chỗ này. Cái của cô Kim không nghe rõ ạ. Mạng yếu quá. Mọi người nghe chưa ạ? Nghe rồi. Dạ. Chị chỉ cho chị Trương xem chị Trương đọc chưa đúng chỗ nào ạ? Bản chương phán thì mình không nghe rõ lắm, nhưng mà khi phát âm thì cái chữ D, the red thì cái chữ D là đặt vị trí giống như chuẩn bị phát âm chữ D, nhưng mà thực ra là mình không phát ra cái âm rõ mà chỉ là đặt ở vị trí đó thôi, và sau khi đọc red là rõ hơn. Và cái ở phía sau thì dream là có cái any sound là có cái âm mũi, âm mơ phía sau, còn cái chữ red là có cái âm rõ phía sau, mình đọc mình phát âm như vậy. Red. Yeah. Chính xác luôn chị ơi, hay quá hay chị. Trời, chỉ gì mà được phát ăn liền vậy. Cảm ơn hai chị. Đến phút thứ 89 mới đáng. em mời Linh Đà và Nguyễn Liên ạ. Dạ. Em đọc với chị Nguyễn Liên nha. Dạ. Chị Nguyễn Liên ơi, alo. Chị Linh Đà, alo chị Nguyễn Liên. Ok chị Nguyễn Liên, em không thấy phản hồi, em mời chị Đặng Hồng Liên ạ. Và dạ chị sửa cho Linh Đà nha. Okay. The dream. Breath. Giờ lên chị phép đọc nha. Dream. Breath. Không biết phải là đúng không nữa. Đúng rồi chị sửa đi, chị sửa cho chị Linda đi ạ. Chị Linda, nhờ Linda đọc lại chị Dream, Dream lên xem với, lên nghe với. Dream. Hồi nãy lên học được một chị cái chữ đơ á, cái lưỡi bỏ phải lên phía trên á. Dream. Thì có vẻ là dream. À đúng rồi, cũng gần đúng rồi. Dream. Dream. Cái lưỡi mình đặt lên phía trên á, là cho cái chữ N cho nó đúng không? Liên hồi nãy lên nghe chị đó chỉ thì Liên làm. Đúng rồi đó, chị Liên tự tin lên, chị đọc đúng rồi mà. Cảm ơn cô Kim. Dạ. Bạn Linh Đà nhớ cái gì? Bị đơ rồi cô Kim ơi. Trời ơi chán ghê chứ cái mạng em thiệt, chứ hôm nay bực mình thật. Mọi người nghe được chưa ạ? Alo. Nghe được. Còn lại chị Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Thanh Thủy ạ. Kim. Chị Nguyễn Thị Lan và chị Nguyễn Thị Thanh Thủy hay Thanh Thúy ta? Em thấy cái dấu không ạ? Thanh Thủy đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ, chị Nguyễn Thị Lan ơi, chị mở mic lên ạ. Em chưa nghe chị nói gì hết. Chị Nguyễn Thị Lan ơi, Lan bật mic. Chị Lan bật mic lên nào. Nghe rồi. Chưa ạ? Dạ rồi, nghe rồi. Chị Lan đọc dream. Yeah. Dream. Lan vẫn đọc cái chữ đầu tiên là thành đờ rồi. Thì cái đấy là không đúng. Thì phải kết chữ D và R để thành một. Thì là giống như dream. Lúc nãy giờ các bạn bày là đặt cái lưỡi lên trên cái vòm trên ấy. Dream. Đừng the dream mà dream. Đúng rồi. Yes. Đấy. Ok dream. Rồi. Đúng rồi. Xong rồi. Dress. Gần được rồi. Dress. Một âm. Đấy, gần được rồi đó. Được không ở cô Kim? Trời ơi, đúng không? 100% luôn. Hoàn toàn chính xác. Cảm ơn mọi người ạ. Ok, mọi người mình học lẫn nhau như thế, hai người này chỉ cho người kia, rồi cứ thấy bạn nào mà đọc hay quá cứ kiếm bạn đó nói chuyện nhiều vô.
Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta hãy hẹn nhau vào buổi học tiếp theo vào tuần sau nhé. Cảm ơn. Cả nhà. Cảm ơn em. Cảm ơn cô. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye. 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 Bye